Xin chào quý vị và các bạn. Buổi chiều ngày 21 tháng 8 năm 2024, báo cáo với quý vị và các bạn, combo băng cassette lên sóng buổi sáng ngày hôm nay, 5 cuộn băng loại băng cũ tổ Maxen UD2 đã được một người thượng đế đã trần văn chốt rồi. Còn bây giờ thì xin chia sẻ tới quý vị và các bạn cái sự nho nhã của nông dân. Đây là hai cái mặt loa đài Sony CFS 1140SX. Chuẩn bị sơn lại cho nó đẹp. Thế thì sơn ấy thì trước khi sơn là người khác làm nào thì mình không biết. Mình là nông dân thì mình chỉ làm được thế này thôi. Đấy. Đấy, giấy dép đánh hết cái sơn cũ đi, nó sáng choang như thế này. Đấy, cái lưới nó sáng như thế này. Đánh hai mặt, đánh cả mặt trong lẫn mặt ngoài, đây. Mặt bên trong này. Sau mình đánh hai mặt này thì mình sơn hai mặt nhá, sơn cả trong cả ngoài. Thứ nhất là nó bền, thứ hai đẹp nhìn nó xuống lắm. Đấy. Còn đây là sự nho nhã của nông dân. Đây là nho nhã của nông dân chứ không phải nho nhã của nhà nho. Đây, có số 1 này. Trước tiên thì nông dân Khang 1861. Ở đây có số 18. Có bao nhiêu tờ lịch nhưng mà lại không lấy, lại lấy cái số này thì nó là chả là nho nhã nha. Đấy, nhất định nhất nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập. Nhất định đấy, số 1 đây là nhất nhất định là sau khi mà nông dân sờ lần vào thì cái mặt loa này nó sẽ đẹp lên. Đấy, khẳng định một câu nên là mới có cái số 1 ở đây. Đấy. Và cái số 1 này, ngoài cái vấn đề nhất định sau khi sơn là nó sẽ đẹp hơn lúc chưa sơn, cái thông điệp thứ hai nó lại còn có cái, nó là số 1 lại là màu đỏ nhá. Thế thì nhất định là khi các thượng đế trên giải chữ S mà Trần Văn chốt những chiếc radio cassette, linh phụ kiện về radio cassette rồi băng cassette của nông dân Khang 1861 thì coi như thế là sẽ gặp nhiều may mắn nhá. Công việc hanh thông nhất định là như vậy. Đấy, màu đỏ là màu của sự may mắn này. Đấy. Thì bây giờ mà Trần Văn Chốt ví dụ sử dụng đài của lão nông, trong quá trình sử dụng thì chẳng bao giờ phải lo nó hỏng, thế thì tư tưởng này nó thoải mái quá còn gì nữa. Mà tư tưởng thoải mái thì cái việc gì mà chả hanh thông, chả giải quyết được. Đấy, chứ còn sợ nhất là bế tắc về cái vấn đề tư tưởng. Tư tưởng không thông thì vác bình tông không nổi mà. Làm khó thì lâu mà làm giàu thì mấy chốc. Sơn cái lưới này thì chả mấy, sơn chỉ có một ít thời gian là sơn được thôi. Thế nhưng mà cái vệ sinh này, lấy dây dép đánh này, sờ vào nó nhẵn ly tay này, này. Này sờ vào mát mát tay nhá. Đấy, nhất là sờ lại lúc sờ lại còn vừa sờ vừa xoa. Đấy, vừa sờ vừa xoa như này xuống lắm để nó mịn. Đấy thì đánh dây dép này xong là dùng băng dính này, dùng băng dính dính xung quanh này để cho cái sơn đen nó khỏi dây ra. Thì cái này là biện pháp, này là biện pháp của nông dân thôi, chứ những người khác người ta sửa bông ba đài rồi những anh thợ sơn ấy anh làm nào thì mình không biết. Lát nữa sẽ làm cái giấy che cái loa check này đi để cái sơn đen nó khỏi bắn vào cái mũi của cái loa check đấy. Thế còn ở đây nó có hai cái tem Sony nhưng mà tháo ra rồi. Đây tem này. Đấy, cái tem này thì nó vẫn còn sáng, thế nhưng mà nó cũng bị bạc màu rồi. Còn một cái tem nữa, đây cái tem này thì người thợ trước người ta sơn, người ta không che nó đi. Để sơn 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 đen vào. Nên là vứt nó đi luôn, nãy ra. Đây này. Nó có hai cái chân này. Đấy, nó có hai cái chân này thôi. Hai cái chân nhựa nãy ra vứt đi. Đấy, xong là sẽ thiết kế cái tem khác mới đẹp. Đây nó có hai lỗ này. Đấy, sau khi sơn, bây giờ thì thoải mái rồi. Sau khi sơn là lấy cái tem mới gắn nó vào thì nó chả đẹp hơn trước. Hai cái nào cũng đều phải đánh hết cả bên trong lẫn bên ngoài hết nhá. Đấy, chứ còn nếu mà lại đánh có một bên đấy là không được đâu. Được thì vẫn được nhưng mà trông nó không không được mỹ mãn cho lắm. Tất nhiên là mình đánh cả hai mặt rồi đấy, mình sơn lên
sau khi sơn xong thì nó cũng không được như cái lúc mà nhà sản xuất người ta sản xuất ra. Nó thế cho nó chuẩn nha. Thôi thì đây là cái biện pháp làm của nông dân. Thì trước tiên là xin chia sẻ tới quý vị và các bạn cái sự nho nhã của nông dân. Đây. Đấy. Cái thứ hai là cái biện pháp để sơn cái lưới của cái loa. Cái thứ ba thì gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn. Bây giờ là dừng video cho nó đẹp. Video sau thì lại giới thiệu băng cassette chuẩn bị đây rồi này. Đấy. Trân trọng cảm ơn. Thân ái chào tạm biệt. Chào sông Mã anh hùng. Merci. Merci beaucoup.